Chiều 28 Tết, Quảng Ninh mưa to, những cơn mưa dai dẳng phủ trắng trời. Tại chốt kiểm soát trạm thu phí trên cao tốc Hạ Long Vân Đồn, gió lạnh thốc lên từng cơn, nhưng lực lượng quân đội, y tế, tình nguyện vẫn miệt mài với công việc trực gác, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đi lại, đo thân nhiệt, khám sàng lọc sức khỏe y tế cho người dân. Bạn Vũ Thùy Linh, học sinh lớp 12 trường nội trú tỉnh Quảng Ninh, một tay bút, một tay sổ, nhanh nhẹn ghi chép thông tin người khai báo y tế. Bóng dáng cô bé học sinh cuối cấp lọt thỏm giữa các chú, các anh. Dù đã chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, nhưng tranh thủ ngoài thời gian học online, cô bé lại xung phong tham gia đội hình thanh niên tình nguyện chống dịch. Ra đây trực mưa gió, bố mẹ cũng lo ngại, nhưng mà vì mọi người ấy, nên là em tình nguyện ra đây trực chốt cùng mấy anh chị, mấy chú, mấy bác để người dân ăn Tết an toàn. Vì mọi người nên là mình sẽ quyết tâm, em thấy là quan trọng tại vì mình đảm bảo được an toàn cho mọi người ạ. Dưới cơn mưa tầm tã tại chốt kiểm dịch trên cầu Vân Đồn, chỉ với chiếc áo mưa mỏng cùng cây gậy phân luồng, thiếu tá Trương Tiến Dũng, ban chỉ huy quân sự huyện Vân Đồn cùng các lực lượng làm nhiệm vụ miệt mài điều tiết các phương tiện giao thông. Gió Vân Đồn đến từ tứ phía, thổi bay lều bạt, hàng rào kiểm soát, nhưng họ, những con người nơi tuyến đầu chống dịch vẫn đang tập trung cao độ vào công việc. Chúng tôi thì cũng phòng chống dịch trên tinh thần mà quyết tâm quyết ngăn chặn không cho dịch bùng hoặc lây lan sang các địa phương khác. Thời tiết khắc nghiệt này thì đấy, các anh xem là cái việc như thế này thì đối với chúng tôi thì cũng đang gây khó khăn khá lớn với cái việc thời tiết và các cái phương tiện hiện tại cũng đang rất là dột và mưa vào rất là nhiều rồi. Thế thì chúng tôi cũng cố gắng và chủ động tích cực hơn trong cái việc khắc phục cái khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Mọi năm vào thời điểm này, Nguyễn Duy Khánh, học sinh lớp 11A2 trường giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh lại về quê ăn Tết với ông bà. Nhưng năm nay, Khánh đã tình nguyện xung phong tham gia chống dịch tại chốt ra vào thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Chàng trai 17 tuổi này cùng rất nhiều bạn trẻ khác đang trực tiếp ở tâm dịch, góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Thời tiết này rất là khó khăn, vất vả với bọn em ạ. Mưa, gió, lo làm ướt hết toàn bộ giấy tờ ạ. Có nhiều lúc mưa gió bọn em cũng rất là mệt, nhưng mà phải cố thôi. Bọn em phải cố để cống hiến cho đất nước ạ. Bố mẹ em bảo là cố lên con ạ, cống hiến được bao nhiêu thì tốt từng đấy ạ. Những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hết mình vì công việc. Với họ, mùa xuân này thực sự rất đặc biệt.